Hello hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay à, Chúng ta hãy nhìn sơ qua giá Bitcoin ngày Halloween như thế nào Tại vì mỗi một lần mà có ngày lễ đó chúng ta hay so sánh là những năm trước đó Thì cái giá của ngày lễ đó nó như thế nào Thì các bạn có thể nhìn thấy được là từ năm 2010 tới năm 2024 đó Chúng ta nhìn thấy giá của Bitcoin trên ngày Halloween thật sự rất là tốt Chúng ta có mức giá năm 2010 chỉ có 20 cent mà thôi các bạn Năm 2011 là tới 3 đồng 27 cent tăng rất là nhiều lần luôn các bạn và chúng ta nhìn thấy được là tới năm 2012 là lên tới 11 đô cho một BTC năm 2013 là 201 đô năm 2014 là 337 đô chúng ta nhìn thấy được là năm nào đó thì giá ở ngày Halloween cũng tăng cho đến năm 2014 thì các bạn nhìn thấy được là sau đó chúng ta có mùa đông crypto và năm 2015 đó thì giá đã thấp hơn nhưng mà không đáng kể nói chung đó, chúng ta nhìn thấy giá năm 2014 là 337 đô và cũng đã có lúc giá Bitcoin lên tới 1.200 đô các bạn nhưng mà nếu như chỉ so sánh ngày Halloween đó thì mức giá năm 2015 thì cũng cỡ đó và thật ra chúng ta tiếp tục nhìn thì mãi cho đến cái thời điểm năm 2021 Halloween năm đó so với Halloween năm kế tiếp đây là cái Halloween đáng sợ nhất cho Bitcoin các bạn tại vì năm 2021 ngày Halloween chúng ta có mức giá là 61.000 đô và năm 2022 là mức giá là 20.000 đô các bạn giảm rất là nhiều Tại vì đó là một cái mùa đông rất là khắc nghiệt và rất là dài luôn. Nói chung đó thì năm 2018-19 nên thông cảm thấy chúng ta bị tra tấn với nhiều tin tức hơn. Nhưng mà năm 2022 đây chúng ta bị tra tấn bởi thời gian nhiều hơn các bạn. Và sự chán nản nhiều hơn. Và chúng ta cũng thấy được là khi mà zoom ra đó các bạn mới thấy được là giá Bitcoin có lên có xuống hàng ngày nhưng mà khi các bạn zoom ra nhìn vào những mốc thời gian như là từng năm một thì các bạn mới thật sự thấy được là con đường tăng trưởng của Bitcoin ra sao. Khi mà các bạn nhìn cái biểu đồ như thế này đó thì rất khó để các bạn có thể uh, hình dung được Bitcoin thật sự đã như thế nào trong vòng bay năm qua các bạn tại vì nó lên cao nó xuống thấp, nó lên cao nó xuống thấp, nó cứ liên tục như vậy. Nhưng mà một điều mà các bạn thấy rõ ràng là bây giờ trên biểu đồ này đó các bạn cũng đã không thể nhìn thấy được những cái sự lên cao xuống thấp của cái thời điểm bear market năm 2014 và chúng ta có thể được là cái sự lên cao xuống thấp mùa bull run năm 2017 cực kỳ nổi tiếng lúc đó và sau đó mùa đông khắc nghiệt năm 2018 19 thì bây giờ nó chỉ là một cái gì đó trên màn hình giống như là một cái sự điều chỉnh mà thôi các bạn. <laughs> các bạn thấy được là càng ngày giá bên cứ càng tăng một cách mà các bạn có thể dễ hình dung hơn về Bitcoin đã làm gì trong vòng mười mấy năm qua đó thì các bạn chỉ cần lấy những mức giá này của ngày Halloween các bạn để trên một biểu đồ rồi sau đó các bạn vẽ một cái đường thì các bạn sẽ thấy rõ hơn là giá của Bitcoin thực sự đã như thế nào Tại vì những cái mà lên cao xuống thấp đó nó chỉ là những cái sự ồn ào mà thôi các bạn Và trung bình đó thì quý 4 là một quý rất là bullish cho giá của Bitcoin các bạn. Chúng ta đã có tháng 9 rất là tốt. Tháng 9 thì tăng 729% là cái tháng 9 tốt nhất trong lịch sử các bạn. Chúng ta kế đó có tháng 10 cũng rất là tốt. Giống như năm ngoái các bạn, chúng ta có tháng 9 tăng rồi tháng 10 cũng tăng. Và chúng ta kỳ vọng là tháng 11 thì 12 đó sẽ tiếp tục cái sự tăng trưởng này và chúng ta thường gọi tháng 11 đó là Vember và tháng 12 là Pomsenber Hy vọng năm nay cũng vậy các bạn Hai tháng còn lại của năm thường sẽ cực kỳ sôi so động Nhất là năm nay các bạn tại vì năm nay là năm bầu cử Hai tháng còn lại đó nó sẽ có rất là nhiều thông tin luôn Và vào ngày 31 tháng 10 năm 2008 Satoshi Nakamoto đã phát hành Bitcoin White Paper Thì không như nhiều bạn nghĩ Bitcoin không phải là phiên bản 1.0 không phải là MySpace của mạng xã hội, cũng không phải là AOL của Internet. Thứ thật là Satoshi đã xây dựng Bitcoin dựa trên hàng chục năm lịch sử nghiên cứu và rút kinh nghiệm từ nhiều dự án thất bại trước đó. Thì khi mà các bạn nhìn vào cái tấm hình trên màn hình các bạn mới thật sự hiểu được Bitcoin đã đến từ đâu các bạn. Satoshi không phải là người mà phát minh ra tất cả các bạn, không phải là người mà phát minh ra Proof Work hay là không phải là người phát minh ra SHA 256 hay là phát minh ra sổ cái phân tán. Các bạn nhìn thấy được là từ rất lâu rồi mọi người đều nghĩ đến là một cái loại tiền tệ được sử dụng trên internet mà không thuộc quyền quản lý của bất kỳ ai. Chúng ta có những cái dự án lớn như là B Money của Wayday các bạn, chúng ta cũng có cái dự án rất là lớn trước đây đó gọi là Bitgo thường nhớ là của Nick Zabo thì các bạn thấy được là Satoshi là người mà đã gom góp lại tất cả những cái dự án trước đây lấy những phần mà ông tin là hoạt động tốt của những dự án mà đã từng thất bại trước đây để tạo ra Bitcoin các bạn cho nên nhiều người họ không có hiểu rõ về lịch sử của Bitcoin họ chỉ nói Bitcoin đó là phiên bản đầu tiên à, cho nên sẽ thất bại cũng giống như là MySpace của mạng xã hội hay là AOL của Internet. Không phải các bạn, Bitcoin đã là cái phiên bản rất là lâu sau này rồi, sau rất là nhiều phiên bản đã không thành công trước đó. Và sự thật đó thì từ ngày Bitcoin ra đời, thế giới vẫn như vậy các bạn, những ngân hàng vẫn tiếp tục sụp đổ, cũng mới được sụp đổ năm 2023, tiền tệ về mức giá và chiến tranh vẫn tiếp diễn. Nhưng mà chỉ có giá Bitcoin là thay đổi Điều thú vị hơn đó, những người nào mà đã từng đọc Bitcoin White Paper và nếu các bạn đọc cái văn bản này thì các bạn có thể thấy được là các bạn đi tìm kiếm cái từ 21 hay là con số 21 thì các bạn sẽ không kiếm được thì uh, các bạn có thể thấy được là trong cái văn bản White Paper của Bitcoin chưa bao giờ đề cập đến tổng nguồn cung là 21 triệu Nếu bạn hiểu tại sao người ta nói là Bitcoin có giới hạn là 21 triệu thì bạn sẽ hiểu Bitcoin hơn phần lớn mọi người Những người nào mà hiểu hãy comment bên dưới Và đương nhiên đây là cái uh, tấm hình lịch sử các bạn tạo ra tất cả khi mà ông đã đăng vào ngày 31 tháng 10 năm 2008 cái phiên bản này trên diễn đàn để cho mọi người bắt đầu đọc và nó đã kích hoạt những gì chúng ta biết ngày hôm nay. Và nói thật á thì phản ứng ban đầu khi mà thường đọc Bitcoin White Paper cách đây nhiều năm thì nghĩ nó là nhảm nhí các bạn. Phản ứng ban đầu khi mà xây nghe về Bitcoin thì nghĩ là ngày tàn của Bitcoin sẽ sớm thôi. Và có một cái thuyết rất nổi tiếng các bạn của Michael Saylor về cái câu nói này và phản ứng ban đầu của cựu tổng thống Donald Trump về Bitcoin là lừa đảo khi mà ông còn là tổng thống. Bitcoin là một những cái thứ hiếm hoi trong cuộc sống có thể khiến cho bạn có thể thay đổi suy nghĩ từ cực này sang cực khác, từ cực hoài nghi đến cực tin tưởng. Satoshi đã từng nói nếu bạn không tin hoặc là không hiểu, tôi không có thời gian để cố thuyết phục bạn. Người muốn hiểu sẽ tự hiểu các bạn, người hoài nghi sẽ mãi hoài nghi. Và Michael Saylor cũng đã từng nói mọi người sẽ mua Bitcoin mức giá mà họ xứng đáng. Có nghĩa là cái ngày mà bạn hiểu về Bitcoin và bạn bắt đầu tin tưởng và thu mua thì cái mức giá đó là cái mức giá mà bạn xứng đáng. Giống như là thuần không hiểu Bitcoin. Cái lúc mà Bitcoin chỉ có 20 cent hay là chỉ có vài đô la các bạn những năm như là 2010, 2011, 2012, 2011, 12 thậm chí 2013, 14 thì cũng không hiểu Bitcoin. Thuần xứng đáng mua Bitcoin ở mức giá cao hơn sau này các bạn Tại vì lúc đó Thuần mới thực sự hiểu được Nhưng người nào mà theo cái kênh nhiều năm cũng đã từng như Thuần chia sẻ về câu chuyện của Thuần về Bitcoin Cách này cũng phải một vài năm rồi các bạn hôm nay đó thì có nhiều thông tin cho nên sẽ không dành thời gian để mà chia sẻ câu chuyện của thuận đến với bitcoin như thế nào nhưng mà nói chung đó thuận đã nghe nói tới bitcoin năm 2010 và cũng chẳng quan tâm nữa các bạn mãi nên nhiều năm sau này thì mới thực sự quan tâm nhưng mà thuận nghĩ câu chuyện này là câu chuyện rất phổ biến Phản ứng ban đầu của nhiều người khi mà nghe nói tới Bitcoin đó chính là hoài nghi. Thuận hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nếu bên nào muốn ủng hộ và tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.